Đó, đó là nhìn nói gì đứng im nha. Xích vô chút xíu quay chưa kì vậy? Lão? Dạ. Xích vô chút xíu luôn. Ta để quay nghiêng cho nó gần. Mấy con còn qua cái kỹ xảo quá chừng đó mà. Được không? Mai là con quay nha. Cái này Long Thành, còn cái kia là Bến Ca. Bến Cá Bến Cá không vậy? Vô đây quay đứng tụi con vô đây nè. Rồi hai đứa đi vô chút xíu đi. Tụi con làm chủ bữa nay. Chưa. Ngày nào cũng như ngày hôm nay vui vậy. Thôi vậy hôm nay chúc cho tụi con.
Rồi, bắt tay về con nha. Quên. Em lấy cái này sát ở đây được rồi nè. Được không? Để thấu vô đây rồi đi nhà coi. Hai người sát đầu vô nhau nha. Hai người sát đầu vô nhau. Cứ dạy lại. Đi bắn mà đi chó dè không? Anh Thu coi dừng qua tới anh Tài là lấy không hết á. Cái tự nhiên nó có gì đâu. Anh ơi, nhìn nhóm chợ. Bây giờ là nói luôn, nói đi, thâu luôn. Anh uống ly á, chúc mừng cho hai em đó là thì nó 150 phút chứ, đó là gần nửa của Việt Nam mình à, 80 năm thôi. Tao nói là rồi. Con nào được, vụ này thua. Vụ này được. Cái này còn ban lại bé hả? Bé cái túi rồi. Như vậy là nuôi cho màu đậm quá vậy. Tại tự hình sao nó vậy chứ. Ăn đi con, ăn đi. Bây giờ nhìn cái mặt lưu đạn nè. Đấy chưa, đấy chưa, bé đi giữ chưa, bé đi giữ chưa, xấu, bé đi giữ chưa. Thằng ơi muốn làm mà không làm cho, bụp hai bụp ra, bụp hai bụp ra, lòng cũng tổn thương. Cái mặt hơi dễ không? Nghe, đi bảy về. Dưới đó con. Ăn uống bình thường, lấy gì dòm dòm cái gì.
về tao sửa.